kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 28 tháng 8 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đến với các tỉnh thành Bắc Bộ trong hôm nay, do vẫn chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây cùng với trường phân kỳ trên cao nên thời tiết phổ biến là ít mưa. Có chăng cũng chỉ lác đác có mưa vài nơi trong thời đoạn ngắn vào buổi chiều tối ở một số nơi có địa hình đồi núi. Còn ban ngày thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 34-37 độ. Thậm chí có một số nơi ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ còn có thể đạt mức trên 37 độ. Tuy nhiên, theo nhận định xa hơn, thời tiết nắng nóng sẽ có xu hướng giảm từ ngày 29 tháng 8 khi giải mưa dông được thiết lập đi qua khu vực Bắc Bộ. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Còn tại các tỉnh dọc ven biển miền Trung, trong hôm nay, mưa cũng chỉ xuất hiện vài nơi. Ban ngày, thời tiết nắng nóng trên diện rộng tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên. Chiều tối, một số nơi do yếu tố địa hình có thể xuất hiện dông cục bộ nhưng kết thúc nhanh. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng 35-37 độ cho toàn khu vực Trung Bộ. Vùng núi phía Tây có nơi cao trên 37 độ. Chỉ lưu ý mưa dông chỉ xảy ra cục bộ, nhưng người dân trên khu vực vẫn cần phải lưu ý với khả năng có lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Thời tiết trong 3-4 ngày vừa qua có xu hướng giảm mưa rõ rệt. Theo dân gian, thì bà con trên khu vực thường gọi thời kỳ gián đoạn mưa trong mùa mưa là thời kỳ hạn ba chăn. Thời kỳ này thì thường kéo dài khoảng 5-7 ngày. Dự báo thời tiết trong hôm nay, toàn khu vực sẽ có nắng khá sớm vào ban ngày, với nhiệt độ tăng cao vào lúc trưa chiều. Ở Tây Nguyên là 32-34 độ, có nơi cao hơn. Và tại khu vực Nam Bộ trong khoảng từ 34-36 độ. Chiều tối và đêm, mây dông cục bộ có khả năng phát triển tại một số nơi nhưng kết thúc nhanh. Tuy nhiên, vẫn cần phải lưu ý khả năng có lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Dự báo tình hình giảm mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn kéo dài khoảng vài ngày tới. Sau đó, mưa rào và dông sẽ quay trở lại khu vực từ khoảng ngày 31 tháng 8. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, hôm nay, nằm trong xu thế chung của các tỉnh thành miền Bắc, thủ đô Hà Nội được dự báo là sẽ có nắng từ sớm, nên nhiệt độ trưa chiều tăng cao và dao động xung quanh mức 35-37 độ. Ban đêm, nhiệt độ tại thành phố cũng ở vào khoảng 27-28 độ. Độ ẩm trong ngày giảm và khô, do vậy môi trường sẽ nhiều khói bụi hơn do hoạt động sản xuất và giao thông trong thành phố. Vì vậy, quý vị lưu ý luôn đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi khi ra khỏi nhà, không chỉ để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 mà còn để tránh khói bụi, đảm bảo cho sức khỏe. Cũng tương tự như các tỉnh thành miền Bắc, Trung Bộ được dự báo cũng sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Vì vậy, đến với thành phố Vinh trong thứ Sáu cuối tuần, thời tiết có nắng từ sớm và đến trưa chiều thì cường độ nắng mạnh hơn. Biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố dao động chủ yếu ở mức 28-37 độ. Bà con nên lưu ý để có chế độ nghỉ ngơi hợp lý khi tham gia hoạt động sản xuất ngoài trời. Tại thành phố Đà Nẵng, thời tiết ngày hôm nay được dự báo sẽ phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ khá cao, đạt ngưỡng nóng gay gắt. Do vậy, quý vị nên thường xuyên bổ sung nước và khoáng chất đầy đủ cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe, nhất là trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 trên thành phố. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại thành phố ngày hôm nay ở khoảng 37-38 độ, còn về đêm, mức nhiệt giảm nhưng không giảm quá nhiều, vẫn còn ở khoảng 28-29 độ. Đang trong thời kỳ giảm mưa tại khu vực phía Nam nước ta, đến với thành phố Đà Lạt trong hôm nay, thời tiết khá dễ chịu, mưa ít có khả năng xảy ra trong ngày, trời có nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày đêm ở thành phố dao động chủ yếu trong khoảng 18-26 độ. Cũng tương tự như thời tiết tại các thành phố Nam Bộ khác, đến với thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, thời tiết phổ biến ít mưa, có chăng lác đác có mưa về chiều tối. Ngày nắng sớm và nắng kéo dài trong ngày, cực đại vào lúc trưa chiều có thể đạt ngưỡng nắng nóng. Nền nhiệt độ tại thành phố trong hôm nay không có nhiều biến động và ở mức từ 27-35 độ. Với khu vực thành phố Cần Thơ, cũng nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh thành phía Nam. Đang trong thời kỳ giảm mưa nên thời tiết trong ngày thứ Sáu cuối tuần tại đây phổ biến ngày có nắng và ít có khả năng xuất hiện mưa. Nắng có thể đến khá sớm và bao trùm toàn thành phố vào ban ngày. Điều này giúp cho các hoạt động buôn bán, thông thương hàng hóa của bà con nơi đây được diễn ra thuận lợi hơn với mức nhiệt trong ngày dao động từ 25-34 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.